Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Than Khóc Cho Số Phận Chủ Phòng Gym. Như các bạn thấy, đây là cái hệ máy BA, một trong những cái hệ máy linh hồn của Thor Gym quận 9 hiện tại. Và cái hệ máy này chỉ có hai trung tâm có thôi. Một là Thor Gym quận 9, hai là Thor Gym quận 7. Bình Tân quận 12 không có cửa. Cái đó mình trả lời một lần dứt khoát luôn. Thì đây là tất cả những dòng tinh anh của hệ BA. Bên quận 7 nó cũng chỉ là những dòng này thôi. Có bao nhiêu máy tinh anh là nhập gì hết. Nhưng mà đáng tiếc một cái sự kiện là cái cọng dây cáp của cái máy lab cool down này nó bị đứt. Nó bị đứt. Mà khi bạn nhìn cái nó đứt nó không bình thường mà. Cọng dây chỗ này nó bự, tiếng đứt chỗ này nó nhỏ. Tức là nó chịu một cái lực gọi là kéo mà bị cưỡng bức cái kiểu gì đó. Máy nó đứt tôi cũng chả hiểu nữa. Đứt có một phát duy nhất thôi là cọng này. Cọng này. Thì cái ngày đứt á, thì cái em đó tập cũng không có nặng các bạn. Tập thấy cũng nhẹ thôi mà đứt. Thì không phải là do cái dây đó dở mà đứt. Mà trong khi á, trong phòng gym có những cái á mà chúng ta không chú ý kỹ á, nó dễ dẫn tới việc hư máy. Ví dụ trong quá trình tập nó có something wrong cái chỗ nào á, tức là cái máy đang bị kẹt. Tạ nó đang bị kẹt, cọng dây nó đang không bình thường, nó đang bị kẹt mày hiểu không? Xong mà cái mình dùng cái lực mình giật nó mà thì nó sẽ bị đứt ngay cái mối kẹt. Nó bị đứt ngay cái mối kẹt. Đó là tình huống nó như vậy. Và tất cả những cái máy này á là đơn hàng phải làm bên Mỹ hết bạn. Wow. Nên bà thấy cọng dây nằm đây cũng khá lâu rồi đó. Thì nó được cái cọng dây này nó được ship về chung với cái đơn hàng bên quận 7. Mà nhiều bạn hỏi tôi là chừng nào bên quận 7 khai trương. Mà tôi nói thiệt với bạn, quận 7 bây giờ hàng container nằm đóng á. Hàng máy thì nó xong rồi mà nó về chưa được, nó đang kẹt. Mà cũng có một tin vui là tuần vừa qua thì hình như nó ra cảng rồi. Nên bạn hỏi tôi khai trương nào, tôi nói giờ hàng lên trên biển tính khoảng chừng 2 tháng đi. Thì giờ chắc phải tháng 6 mới khai trương được, chứ giờ làm xong tất cả mọi thứ nhưng mà máy móc chưa xong thì cũng không thể nào khai trương. Đó, vậy thì tại sao mà thấy Duy đăng tuyển vào tháng 4? Tháng 4 là cái tháng đăng tuyển cho cái hệ thống mà sale làm trước bạn. Bao giờ sale nó phải đi dụ người ta trước, đúng không? Làm trước này nào kia. Khi mà có một lượng khách hàng đầy đủ rồi á, thì mới là opening ra. Chứ không ai mà opening cái phòng ra xong mới đi sale. Nên trong quy trình gym nó sao là như vậy. Thì hạ tầng nó xong, trang thiết bị nó xong, máy lạnh, máy liếc, toilet, vệ sinh, tất cả nó xong á, thì sẽ là chạy cái dự án marketing trước. Dự án marketing nó gồm có đương nhiên quảng bá rồi. Thứ hai nữa là sale. Và thứ ba nữa là những cái video clip của trung tâm đó. Tức là máy ở bên đó nó được khoảng 2/3 rồi. Nếu mà trong điều kiện mà PT có khách á, mà ngon á, thì PT vẫn có thể dạy được. Tại vì những cái máy nó đủ cho PT dạy rồi. Nó chỉ thiếu một số máy để tập thôi. Đó. Thì thông báo các bạn tình hình như vậy. Còn các em mà coi phòng gym á, thì tất cả những cái máy móc mà hiện tượng nó gì là lạ đó, thì làm ơn biết thì sửa, không biết thì báo cáo. Biết báo cáo rồi dán lại. Ừ, khách ơi, máy là đang có vấn đề something wrong đồ, khách đừng có tập nữa hay là như thế nào đó. Đó, chứ không thể nào mà để những cái máy gì nó bị vướng con chút đỉnh rồi sao mình giật cái máy đâm ra đứt cá. Cái cuộc đời á, của Duy làm phòng á, nếu mà nói về máy Mỹ bị đứt 2 lần. Lần ở bên kia cũng lái máy lắp bùn đao, lần này cũng máy lắp bùn đao, mấy ông giật cái kiểu gì á. Ở trong phòng gym á, ngán nhất á, mấy thằng cha thể hiện. Tiền muốn PT thì không có, mà tỏ vẻ ta đây tin anh. Vô tập động tác giật nè. Đó, vậy nhiều lắm á. Bạn làm phòng đi, bạn thấy kiếm được đồng tiền là đổi bằng nước mắt. Đổi bằng nước mắt chứ không phải giỡn đâu. Mà họ luôn cho họ đúng mà nói không nghe. Đó, mà khổ vậy á. Mà gọi là những vấn đề, nói chung trong vấn đề than khổ mà các bạn. Thì hôm nay Duy mới chính thức Duy than khổ cái này. Thì cái nguồn tin rò rỉ post trên Facebook rồi. Nhưng mà Duy chưa đứng ra, Duy nói tiếng nói là nguyên nhân tại sao. Ở đây á, thật sự á, là cũng không phải là lỗi của khách. Tại vì bữa đó Duy có coi video, Duy thấy các em tập nhẹ hiều à. Không có gì chân mà đứt. Đó thì bản thân có thể là do máy nó bị kẹt. Mà trong cái quá trình bị kẹt á, thì khách cũng đâu biết bị kẹt là gì đâu. Cứ tập thôi. Mà người quản lý phòng á, người ta cũng không biết được. Người ta cũng để ý, nên đâm ra giật cái mặt thì đứt luôn. Nó cái cú đó. Thì thật sự tôi cũng máy này cũng tập vô lắm, bạn tập ngon lắm. Mà giờ đứt vậy á, thì lên trên tập máy BBS thôi nha. Ở đây là hệ BA. Tất cả những hệ BBS, BBA là những hệ đắt tiền, đắt đỏ. Bởi vì sau này khi mà cái phòng nó full máy á, bạn sẽ thấy
Cái tầng này là cái tầng đắt tiền nhất quận 9. Wow. Cái tầng này tầng đắt tiền nhất quận 9 nha các bạn. Cứ một máy này là không bao giờ có giá tiền dưới 100 triệu. Cứ một máy này là phải 100 ngoài. Bạn đếm có bao nhiêu máy đó thì bạn nhân số tiền lên đó. Mà ở đây là gần nửa sàn thôi. Các bạn sẽ hỏi là khi nào về thì đó, cái lô hàng tôi kẹt đó. Cái lô hàng gì đang kẹt đó thì khoảng tháng 6 nó về nha các bạn. Tháng 6 nó về, nó sẽ phủ kính hết tất cả, phủ kính hết tất cả những khu vực ở đây đó, phủ hết ngon lành luôn. Ở đây là một lần nữa là giới thiệu cho các bạn là những danh sách máy nó về đây, đây đúng không, những danh sách máy về dự án bổ sung máy tập mỹ đế 2N cho Thor Gym 19. Thí dụ như máy Multifresh, số lượng máy là một cái, vị trí là lầu 1, rồi máy này cũng là lầu 1, máy này cũng là 1. Riêng cái máy Smith thì mà là hai máy. Máy Smith là hai máy, đó vị trí gồm cái gì? Lầu 3 và khu vực VIP only. Đó, và cái máy mà chị em phụ nữ nhắc nhiều nhất á là cái máy này nè, Inner Outer Thighs. Đó, cái máy này là BBD. Đó. Vị trí lầu 1, số lượng hai máy. Thì bạn tưởng tượng đi, 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, bồi, đầm, già, xì. 14 cái. Đúng không? 14 cái máy nữa nó sẽ chất đầy cái khu này. Wow. Và đây là một trong những khu mà nó đẹp nhất của Thor Gym 19. Nó thể hiện một sự đồng đều về máy tập. Nó thể hiện một cái đẳng cấp máy Mỹ Đế 2N, nó full phòng, full sàn. Wow. Và một lần nữa cái giá trị này bạn cũng thấy được ở quận 7. Ở quận 9 và quận 7 là hai trung tâm đầu tư cái dàn BBS, BBD và máy BA đắt đỏ nhất. Bình Tân không bằng quận 12, không bằng các bạn. Bình Tân nó không có máy BA. Quận 12 nó cũng không có máy BA. Còn ở quận 9 và quận 7 là đầy đủ những máy BA và máy BBS, BBD. Thì đó là lý do tháng 6 tăng tiền. Đó là lý do tháng 6 tăng tiền lần này, Duy nói thật chứ gì không nói đùa. Đó, tại vì những bạn người ta đã đăng ký trước thì thôi ok. Còn những bạn sau này mà đăng ký sau vào tháng 6 thì phí dịch vụ nó sẽ cao lên. Lúc đó là trung tâm BBT nó đã hoàn thiện tất cả rồi, nên phí dịch vụ sẽ tăng vào tháng 6 nha các bạn. Nhưng tất nhiên dù tăng thế nào chăng nữa thì Duy Nguyễn vẫn có một cái deal dành cho khách hàng VIP. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì mua sub đi ba. Like xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài.